Xin chào quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe bài số 2 với tựa đề là Cầu nguyện cho tương lai. Xin mời quý thính giả cùng nghe phân đoạn kinh thánh sau đây. Như cha đã sai con trong thế gian, thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như cha ở trong con và con ở trong cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính cha đã sai con đến. Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh cha, là danh cha đã ban cho con đã gìn giữ họ. Trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm. Con ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến và cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển cha đã ban cho con, vì cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết cha, song con đã nhận biết cha, và những kẻ này nhận rằng chính cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của cha cùng tình yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Rằng đoạn 17 từ câu 18 đến câu 26. Trong phân đoạn kinh thánh trước, Chúa Giêsu cho những môn đồ của Ngài là những kẻ Ngài nhận họ thuộc về Ngài biết rằng họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Câu 16 nghĩa là họ là những người đang được Đức Chúa Trời sử dụng trong chương trình cứu rỗi nhân loại và sống theo thánh ý của Ngài. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu về những điều Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha trong chương này để hiểu ý chỉ của Ngài cho chúng ta là những người thuộc về Ngài đang sống giữa thế gian. Phần 1 La Mã, những kẻ tin tương lai. Chúa Giêsu cho biết rằng Ngài có mục đích rõ ràng cho mọi chúng ta là những người thuộc về Ngài đang sống trên đất. Ngài cho chúng ta biết rằng như cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Câu 18. Sứ đồ Phao-lô cũng giải bày cho chúng ta là những người thuộc về Chúa Giêsu biết thế này: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Chúng ta là những người đã được Chúa cứu thuộc về Ngài với mục đích làm trọng trách mà sứ đồ Phao-lô cho biết: vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 19 đến câu 20. Chúa Giêsu sai chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài để soi ra sự sáng hay chân lý của Ngài ra giữa thế gian, làm chức khâm sai hay đại sứ nước trời. Nói cách khác, Ngài dùng chúng ta làm những người đại diện cho nước trời ở giữa thế gian, để nhờ đó
thế gian có thể nhận biết ý chỉ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Đấng đã đến thế gian để làm hòa thuận lại giữa trời và người. Nhưng trong lịch sử của Hội Thánh, thay vì những người thuộc về Ngài, những đại sứ trên đất của nước trời làm phận sự soi ánh sáng cho thế gian, đem con người tâm tối đến với Cứu Chúa, thì Hội Thánh đã quên đi chức phận cao trọng này, lại đi dung hòa và đồng hóa với thế gian mờ tối này. Chúa Giêsu đã để lại một tấm gương cho chúng ta về sự nên thánh trong mọi phương diện. Ngài thưa với Đức Chúa Cha trong lời cầu nguyện rằng: Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Câu 19. Chúa Giêsu đã đắc thắng mọi sự cám dỗ và mọi mưu trước của ma quỷ. Hãy để quyền năng Ngài hành động trong chúng ta, là con cái Ngài, hầu cho chúng ta cũng làm trọn công việc và hoàn tất cách đắc thắng như chính Ngài đã hoàn tất và đắc thắng thế gian trong sự nên thánh. Hay biệt riêng ra khỏi thế gian để làm công việc thánh mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho Cứu Chúa và cũng cho chúng ta ngày nay. Chúa Giêsu đã sai chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài làm công việc Ngài ở giữa thế gian, và Ngài đã thấy trước kết quả của những người được Ngài sai đi. Ngài cầu nguyện cho chúng ta, những người sẽ tin đến danh Ngài trong tương lai, rằng ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Câu 20. Chúa Giêsu có một kỳ vọng rất lớn nơi chúng ta là những người thuộc về Ngài sẽ làm trọn những công tác được Ngài giao phó trong chương trình cứu rỗi nhân loại của Ngài. Phần 2 La Mã: Sự liên kết. Chúa Giêsu muốn con dân Ngài có sự hiệp một với nhau, không những hiệp một về những công việc trong hội thánh, mà còn hiệp một tâm linh trong ân điển và trong tình yêu thương với Ngài, với Đức Chúa Cha và với nhau. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho biết những kẻ được Ngài sai phái đi ra trong thế gian đen tối, đầy khó khăn, cạm bẫy, thấy được tương lai vinh hiển tốt đẹp mà Ngài đã dành sẵn cho họ. Thật là một niềm vinh dự lớn cho chúng ta, những người ở trong Chúa Giêsu, trong sự liên kết và được hiệp làm một với ba ngôi Đức Chúa Trời và với nhau trong hội thánh của Ngài trên đất. Đây là một đặc ân lớn cho chúng ta trong thánh ý của Ngài. Đó là sự hiệp một, sự liên kết trong tình yêu thương mà chúng ta có được sự giao thông với cả ba ngôi Đức Chúa Trời chí cao, đầy vinh hiển. Chúng ta cũng kinh nghiệm được tình yêu thương rất lớn lao Ngài dành cho chúng ta qua lời cầu xin của Chúa Giêsu rằng: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Câu 24. Chúng ta thấy những điều quan trọng trong lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không muốn Ngài và chúng ta phải bị phân cách nhau bởi thời gian. Ngài cũng không muốn bất cứ hoàn cảnh hay trạng huống nào làm phân cách chúng ta với Ngài. Sứ đồ Phaolô nói: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Roma đoạn 8 câu 35. Xin Chúa cho chúng ta cũng yêu Ngài như chính Ngài đã yêu chúng ta, để chúng ta hăng hái làm hoàn tất những công việc Chúa đang giao phó cho chúng ta hôm nay, và giữ mình trong đợi ngày gặp mặt khi Ngài trở lại thế gian. Hãy luôn cầu xin và trong đợi nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 10, như lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Một điều khác mà chúng ta học được
trong bài cầu nguyện này là Chúa Giêsu đã dùng ba danh xưng về Đức Chúa Cha. Thưa Cha, câu 1, lạy Cha Thánh, câu 11, và hỡi Cha Công Bình, câu 25. Trong ba danh xưng này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Ngài đã tạo dựng nên loài người chúng ta và muôn loài vạn vật. Như ông bà chúng ta thường nói, thiên sinh nhân, thiên sinh vạn vật. Sự công bình của Đức Chúa Cha, như lời của người Việt chúng ta thường nói, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời lộng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Đức Chúa Trời công bình sẽ đoán xét mọi việc thiện, ác của chúng ta trong ngày chung kết. Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, nên loài người tội lỗi bất toàn không thể trực tiếp đến được với Đức Chúa Trời nếu không qua đấng trung bảo duy nhất, đó là Chúa Giêsu. Như lời của sứ đồ Phaolô giải thích, vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Timôthê nhất đoạn 2 câu 5. Chúng ta thấy trong đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu trên đất, Ngài luôn liên kết với Đức Chúa Cha qua sự cầu nguyện. Qua các sách phúc âm cho chúng ta thấy, khi đám đông làm áp lực tôn Chúa Giêsu lên làm vua, thì Ngài bèn tránh lên núi cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Sứ đồ Giăng ghi, bấy giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Giăng đoạn 6 câu 15. Bắt đầu chức vụ Chúa Giêsu trên đất, Ngài vào đồng vắng kiêng ăn và cầu nguyện. Sứ đồ Matthew ghi, Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Matthew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Trước khi Chúa Giêsu chọn các môn đồ để huấn luyện họ tiếp tục những công việc trong chương trình cứu rỗi nhân loại, thì Ngài thức thâu đêm để cầu nguyện. Luca ghi, trong lúc đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 13. Chúa Giêsu cầu nguyện trước cửa phần mộ khi kêu Lazarơ đã chết và chôn trong phần mộ 4 ngày sống lại. Sứ đồ Giăng ghi, Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: "Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi." Giăng đoạn 11 câu 41b. Chúa Giêsu cầu nguyện khẩn thiết trong vườn Gethsemane trước khi Ngài chịu thương khó. Sử gia Luca ghi lại rằng: "Trong cơn rất bi thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi Ngài trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất." Luca đoạn 22 câu 44. Cuối cùng, khi Ngài đang bị treo trên thập tự giá, đối diện với cái chết thật là đáng sợ, thật là kinh khủng và không thể nào lẩn tránh được, Ngài cũng không chấm dứt cầu nguyện cho những kẻ đang chế giễu, hung bạo, áp bức và giết hại Ngài rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì." Luca đoạn 23 câu 34a. Xin Chúa cho chúng ta cũng noi theo gương Chúa Giêsu, biết siêng năng cầu nguyện, luôn tương giao, nương cậy và tìm cầu ý chỉ của Ngài để cũng có cùng một nhịp độ, tần số trong đường lối của Ngài, như qua tấm gương của đời sống cứu Chúa của chúng ta đã sống và làm theo trong ý chỉ và chương trình của Đức Chúa Cha. Chương trình đọc sách giảng giải phúc âm của Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Đa Ra xin tạm ngừng tại đây. Xin mời quý thính giả đón nghe bài tiếp theo trong kỳ tới. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về email dara.unitedchurch@gmail.com hoặc bình luận trên Facebook Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Đà Ra. Nguyện xin Chúa ban cho quý vị sự tươi mới mỗi ngày trong hành trình theo Chúa. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại!